hết chạy. Wow. Hết chạy nè. Ai đây đây. Ôi trời. Ôi trời. Ê, cầm cây. Cái gì vậy? Nó hiện một con cá mới. Không. Trời ơi đúng không? Ủa anh kêu mang cái giỏ lại đi, đứng lâu la sẹn cái lóc vậy. Ủa. Gì vậy? Ôi, kìa bắt con cá chư nè. Trời. Trước khi vào video các bạn đừng quên cho team mình một like, một đăng ký, đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình. Bữa giờ kênh mấy anh em mình bị mất đề xuất với bị tắt thông báo, mong là các bạn chia sẻ video thật mạnh để mấy anh em mình lấy lại đề xuất nha. Ủa anh dẫn tụi em đi đâu rồi anh Phong? Này hai đứa đòi uống sữa cool, bây giờ hết sữa cool nên anh phải chở hai đứa xuống siêu thị mua sữa cool uống nè. Ui đi siêu thị luôn. Sao ổn? Đi xe máy mình có ba nha anh Vũ. Đi anh Vũ. Rồi. Rồi. Rồi xong. Kiếp này coi như bỏ luôn. Chắc tới sang năm mới tới siêu thị quá. Nhìn xong chưa anh Vô? Đang sửa đợi xíu. Chữ là chờ đẩy xe nó mệt. Cái buri nó bị ngập nước hay gì, nó không có nhảy, nó không đánh này. Hôm qua anh bỏ ngoài mưa chứ gì. Em đã nói anh Phú rồi, em kêu anh Phú thay cái IC đi, cái IC nó cũ lắm rồi. Ai nói mày cái IC hư, cái cục máy nó hư. Còn nói nữa, còn tại mấy đứa không á, ngâm cái xe anh xuống nước giờ còn la. Hên là anh sửa anh chạy được tới đây là mừng lắm rồi đấy. Không biết chạy không nữa nè. Quay qua phải. Bây giờ tính sao anh Vũ? Bây giờ phải dắt tới tiệm sửa xe thôi các bạn. Xe tới công chuyện nữa rồi. Bây giờ vậy đi. Thay phiên nhau lên ngồi. Có nghĩa là cứ lên ngồi đi, anh viên thật ghẹ đẩy. Thế một hồi cái đi khoảng cái chừng 500-600 mét gì đó, thật ghẹ lên, anh với cưng đẩy. Ok. Cái một hồi đi khoảng cái chừng 400-500 mét gì nữa, cái anh lên hai đứa đẩy. Chứ sao, có qua có lại đi, cho con bạn đi chứ đẩy của mình lắm chứ bộ. Sao hai em đẩy nữa anh? Đẩy đi thôi các bạn. Đá luôn, đá luôn. Nhấc chân luôn, bắt tay ơi. Thôi, thả luôn. Rồi đi luôn đi nha. Bye bye nha. Mấy này mình tới Bách Hóa Xanh rồi các bạn. Chạy xe này giờ khá là mệt nha. Sao ngồi luôn vậy? Ngồi anh phải đền bù cho em với anh Thuận nhanh luôn. Tại vậy? Đẩy mấy cái số đó anh Thu. Anh tiện không chứ hai đứa có đẩy nhiêu đâu. Đi vô nè, vô mua sữa uống. Vô mua sữa uống đền bù lại nãy giờ các bạn. Tụi mình đã mua xong sữa cua nha các bạn, giờ về săn thẻ siêu năng nhã ơi. Đi thôi. Sao ông đi tiếp mà dừng chi anh Phú? Mà không thấy cái bô xe ra khói xe luôn hả mày? Cái cục máy nó muốn nổ luôn, cứ chạy một hồi nữa không khéo mấy anh em chách bô nữa. Cho nó nghỉ xíu. Xe tới thời kỳ lắm rồi nha các bạn. Sao anh Phú không đặt sữa trên đặt hàng adb.vn? Đi chi cho cực vậy anh Phú? Trời ơi, tại muốn dẫn mấy đứa ra ngoài chơi cho thoải mái, ai biết xe cổ nó hư hao vậy đâu. Sao hồi nãy mình không mua mấy cái lốc trên kệ mà mày kêu tao đi mua thùng chi vậy? Mua thùng mới có thể siêu nguồn năng chứ mày. Khi mua sữa chua hương kem dâu, sữa hương cam, sô cô la lúa mạch 180ml sẽ sang được thẻ siêu nguồn năng để đổ quà. À, với lại đừng nhiều sữa uống nữa đúng không? Nó là... Thời gian khuyến mãi từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Anh Phú uống hộp anh Phú. Sao nãy mày không lấy sữa sô cô la lúa mạch mày?
Mà sao mày thích sữa đó chứ? Vì sô-cô-la lúa mạch đặc biệt có công thức K2 cao lớn với canxi D3 K2 dẫn canxi vào xương, giúp cao nhanh hơn nè, hương vị thì thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Sô-cô-la lúa mạch mang đến nguồn năng lượng dồi dào nữa mày. Mà hồi bữa anh Phú nói thẻ siêu quần năng đổi được quà gì anh Phú? À, thẻ siêu quần năng có thể đổi được rất là nhiều phần quà. Chẳng hạn như là áo hoodie nè, áo thun cool nè, bình giữ nhiệt cool, ba lô chống gù cool, mũ bảo hiểm nè, giày thể thao cool và cái đồng hồ thông minh cool nữa. Mưa luôn rồi, dữ lắm. À, quên nữa, mà bạn nào muốn biết bao nhiêu thẻ đổi được quà gì thì các bạn hãy xem ở video trước, mấy em mình có nói đó nha các bạn. Tranh thủ mấy đứa ơi. Gặp cái xe cùi nữa chứ anh Phú. Trời ơi, đón dẹp. Còn mong giờ về tới nhà xe đừng có hư nữa ha. Trời ơi, bất quá dẫn bộ chứ có gì đâu. Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Và để thể theo yêu cầu của rất là nhiều fan trong 2 tuần vừa qua, có rất là nhiều bạn yêu cầu mấy em mình thực hiện clip thử thách sinh tồn ngoài đồng. Có vẻ như cái chủ đề này rất là được yêu thích thì phải, đúng không mấy đứa? Và đại đa số những video sinh tồn của mấy anh em mình đã cán mốc 1 triệu view hết rồi nha các bạn. Mấy bữa nay mưa gió bão bùng, liệu đi sinh tồn có ổn không anh Phúc? Đi sinh tồn phải trải qua khó khăn nè, khắc nghiệt, vậy mới là sinh tồn chứ mày. Sinh tồn mà dễ quá đâu gọi là đi sinh tồn đâu mày. Mà đi sinh tồn bằng dụng cụ gì anh Phúc? Bây giờ mấy anh em mình đi sinh tồn có đầy đủ dụng cụ rồi, hôm nay mấy anh em mình sẽ đi sinh tồn bằng tay không theo yêu cầu của rất là nhiều bạn luôn. Chỉ cần một cái hộp quẹt nè, với lại một hộp muối để chi? Muối để ăn với những cái gì mà mình bắt được, săn bắt được, hiểu không? Okay. Sao hôm nay mấy đứa đã chuẩn bị sẵn tinh thần để vượt qua cái thử thách sinh tồn ngày hôm nay không? Sẵn sàng. Nếu sẵn sàng thì ngay bây giờ đi luôn nha các bạn, không để các bạn chờ lâu nữa. Let's go. Và đây là khu vực mấy anh em mình sẽ thực hiện clip sinh tồn ngày hôm nay nha các bạn. Nước con lòng vậy sao có cá? Mày lại kém suy nghĩ rồi thật à? Mày thấy người kia không? Người ta đang kéo dưới con kìa. Ê, con gì nào ấy? Đó, khu vực ngoài đó người ta đang kéo con ì ầm luôn nha các bạn. Có gì? Thôi đi xuống nè. Con ốc kìa. Trời đất ơi, chỉ vì con ốc này thôi mà nó chồm nên nó bắt nè các bạn. Nó hơi lố nha. Thôi đi xuống thôi các bạn. Xuống. Cái ôi trời. Ê cái mông luôn. Dạ. Ui da. Tỉnh. Yeah. Yeah. Em mong quá. Muốn trèo luôn. Thôi. Muốn trèo luôn cái sân dầu các bạn. Nè, nghe nè. Ở ngoài kia người ta đang kéo con nha các bạn. Ở đâu ta? Cái xuồng kia phải không? Đúng rồi. Đó đó. Khi đó họ đang kéo con cho nên cá nó sẽ dạt vô hai bờ nha các bạn. Bây giờ mấy em mình sẽ đi mò cá ở bên bờ. Chắc chắn sẽ có luôn. Rồi đây các bạn. Dạ. Dạ. Con cua kẹp vui. Rồi, mới xuống mấy em mình đã phát hiện một cái hang nha các bạn. Chà chà, đây cũng có cái hang mà. Để coi thầy mèo của chúng ta sẽ bắt lên con gì đây. Chưa. Con gì hả? Cắn lâu. Thì không? Rồi. Ôi. Hay quá, đây. Đây các bạn cho coi nha. Bỏ vô đám này, bỏ vô. Nè, hồi nãy mấy em trời ơi. Đây. Ôi, cua luôn. Hay quá. Cột áo lại lại. Cột áo lại. Ê sao không lấy cái giỏ hồi nãy mấy anh em mình mang đi. Lại kia lấy cái giỏ đi cưng. Lại đi. Nhanh đi ghẻ. Bây giờ đừng đợi đi, cái đi coi chừng xảy. Quá cái xảy cái lóc nha. Hiểm lắm mới bắt được cái lóc nha các bạn. Không lớn lắm nhưng mà cũng đủ để mấy anh em mình sinh tồn. Một khởi đầu rất là thuận lợi luôn nha các bạn. Chưa gì mà được hai em rồi. Trời chưa gì đã được hai em rồi. Sướng sướng. Ôi cá anh Phú ơi. Cá. Ai da. À. Ở đây có cá hồi kiến á. Cá gì? Con gì? Đây. Đâu 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 đâu. Nó gần. Ê, con gì vậy? Ôi, cái chê luôn đi. Ui. Ui. Chặt luôn. Ôi, chẳng có chừng nó quánh nha, nó quánh nhức lắm. Ai. Biết tại sao không? Người ta kéo con cái nó dạt vô đó, mới có mấy người đang kéo con từ xa xa đó các bạn. Mày cá gì nè anh Phú? Từ từ đây coi. Ôi. Chê trắng luôn. Hay quá thôi mèo ơi. Từ từ. Giúp cho nha. Em đang ngồi tự nhiên quà nó đâu lặn tới đục xuống mông cái con chết luôn nè Phú. Không. Có anh Phú. Dốc làm cỏ nha. Ủa em đang bít cái chân dưới này, em đang bơi ra được. Mày thề đi. Tao thề, nếu tao mà nói xạo tao làm cờ hó ok chưa? Có cá thiệt. Bự lắm. Có gì? Cá chi? Này né nè mấy đứa. Nè em. Nè lên cô bảy nha, lên cô bảy nha. Rồi. Dạ. Thế đâu rồi? Rồi cờ hó nha, cờ hó. Cờ hó nha.
Có đúng không? Đúng luôn Phúc. Thế ở đây hàng nào đâu? Hàng này nè Phúc. Đừng ngồi thử coi. Rồi xong nhả nó khui cái hàng sao cá chua quá đầu bên kia luôn. Ở đây nè hai hàng luôn. Cho thầm xuống đi. Chắc chắn một cua hai cá là ba là con rắn. Luôn. Dạ. Dạ. Cái con thia. À đâu? Đây. Một em rô thia. Hay quá quá ơi, bắt luôn. Lụp luôn nè. Nó chơi nè, nó chơi cái này. Phải không? Gì? Mấy anh em mình đi theo cặp theo cái bờ ruộng đó nha các bạn. Bình thường mò có cá. Tôi sâu, từ từ. Có mấy chân em nhét lại cái. Có gì? Cá chơi để tôi đào. Cũng được. Đâu cỡ nào, cỡ nào nói đi vậy. Vô hay. Rồi ok. Rồi. Ok. Cái dây nhỏ bỏ đi, đi bắt cá lớn nè. Không, cá có cá ăn được anh Phú ơi. Cá nhỏ bỏ đi nha các bạn, bắt cá lớn thôi. Không. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Cá chê. Ừ, hay nhỉ. Để cái chê nó à. Trời ơi, đâu nhiều đã đặng lại luôn đặng. Lại luôn. Lại lại cho. Trời ơi, để nhả làm sảy thằng nhả đó. Nhả làm sảy. Cái chê. Ra 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 ra. Đâu. Cái chê. Ôi, cái chê vàng ơi. Chê vàng nha các bạn. Rồi. Cái chê sảy, cái chê sảy. Cái gì vậy? Cái chê. Trời ơi, đâu mà nhiều vậy. Có vẻ như ngày hôm nay là một ngày khá là thuận lợi để cho mấy anh em mình khai thác cá ngoài đồng nha các bạn. Tại nay hơn là có cái côn. Cái côn người ta kéo á không? Đúng rồi, người ta kéo vô. Người ta kéo côn xong cái nó sợ nó dạt nó chui vô bờ. Cái này cá chi vàng hay cá chi trắng gì cũng không biết nữa. Đâu anh thọc tay anh bắt thử nha. Đây nè anh Phúc. Ghiền quá trời quá đất luôn. Anh mà làm sẻ sao anh Phúc? Quay em anh ơi, anh bắt cho coi. Đây nè anh Phúc, đụng chưa? Đụng cái đuôi cho anh Phúc. Ê, rồi rồi nè nè. Quay đi quay đi. Đụng bắt lên cho các bạn con cá chê đồng hoàng. Con chân sảy nha anh Phúc, hơi bị bự á. Cũng được á. Ê chê là con rắn này bóng lượn đây con lên ra. Hết từ từ. Ê ê quá quá con cá chê chào bá nè quá. Ủa con cá chê còn nhả bự ơi. Mở sẵn đi, mở sẵn đi. Từ từ nha anh Phúc. Nó có ngạnh nhả. Được không để em vô. Hai con. Trời ơi. Tỉnh tỉnh tỉnh. Anh bắt hai con luôn cùng một hang nè. Con gì hả? Cá chê. Nè 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 cá chê. Đây đây bắt vô. Đây 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 đây. Cá chê nha các bạn. Bỏ cái đó ra. Cục đất ra. Cục đất ra, tôi bỏ cục đất cho dọn cái gì. Rồi, đưa đưa cho. Nè Phúc. Ê, cưng đạp cho tay lại. Tập trung đi, để anh lôi lên từng con. Cái nữa. Từ từ, bình tĩnh đi, anh bắt con này lên cái này, tính thì tính. Nè. Từ từ, từ từ, cố ngạch, ngạch, ngạch. Được không em? Một em. Ủa, cái gì vậy? Cái vàng nha các bạn. Đấy chưa anh Phúc. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Vô, vô, vô. Bình tĩnh, có chuyện xảy. Đấy chưa anh Phúc. Từ. Thoại từ từ thôi ơi. Thoại ơi, từ từ thôi ơi. Ê, thằng kia đó chốt có cá nữa giờ. Sao nữa? Ơi, em thắc mắc nha. Ê, đây con nữa nè. Sao thật đi trước mà. Ê, wow. Hết chơi. Thoại con nữa kìa, Thoại con nữa kìa. Trời ơi. Quá đã các bạn. Ê, đây đây. Chúng tụ, chúng tụ, chúng tụ. Em thắc mắc nha. Sao? Sao thật đi trước mà không mò được con dĩa rồi. Đi không đi có mò được vô hang đâu mà. Đúng là vô mánh thôi nha các bạn. Cứ đụng hang là có cá, đụng hang là có cá. Mò từ đây hết cái nguyên cái mạnh luôn. Và chừng 5-6 mẫu này mình nghĩ chắc cũng phải 5-6 kg cá có đó. Cắt lặng rồi kìa. Nhà nữa nè. Sao mấy đứa này thấy hang nhiều mà mình đi hoài mà không thấy hang nào ta? Đi lướt lướt qua không mày hỏi sao không có hang. Người ta đi từ từ thôi. Trời ơi, bây giờ cái bao này coi, để nó bắt coi. Tôi ghiền rồi đó. Mày cầm đi, có gì mấy tao bắt cho mày ăn. Quá trời cá rồi các bạn ơi. Mấy đứa đi từ từ thôi, biết sao không? Nhiều khi bỏ sót hang á. Mấy em qua bạn kia nha anh Phú. Thôi đi chung một bờ đi. À nhà nhà. Bắt như vậy cho nó kỹ. Chỉ nhà. Con gì mới đụng chân em nè Phúc. Đụng chân thôi, chừng nào thấy như anh rồi coi nó có chạy vô hang. Đụng luôn. Cá nhiều quá. Con gì mò lâu chưa? Con rắn, con cá hay gì anh ơi. Con gì? Con rắn hoặc con cá đó. Con rắn hoặc con cá. Đúng rồi. Con cá là con cá, con rắn là con rắn chứ sao mà hoặc. Nhưng mà em đụng trúng cái đầu nữa thôi em Phúc ạ. À. Đụng trúng cái đầu. Đúng rồi. Nó không cắn được là không sao đâu, chân cá. Nguy hiểm quá, đặng mò giùm nói đặng. Anh nghe anh rắn anh dội à. Như bữa kia mò hang luôn anh rắn. Hai hang lận à. Hai đường lận. Đi vô chân giữa rồi nó chạy hai đường luôn. Có hang ngách không? Không cần biết này không? Không, không cần đâu Phúc. Rồi cái này là kỹ năng của con chuột rồi. Chuột nào sống dưới nước anh hai. Đặng ơi. Hả? Bọn, ấy bọn cá nhặt. Con cá chê bự luôn. Chê bự, chê bự, chê bự. Con cá gì lắm. Con chê bự nè. Con chê bự nè. Rồi muốn đâu, 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 đâu. Bỏ, bọn cá nó đi. Đây nè. Thọt tay vô đây. Thọt tay xuống. Tay này đúng không? Rồi từ từ nha, từ từ nha. Từ từ nha, anh nè, thấy đuôi nó chưa? Từ từ. Thấy đuôi chưa? Ai chào. Ôi nó từ từ, từ từ. Bình tĩnh. Nè. Thì ra là mày. Người ta kéo côn cái động nó chạy. Từ từ để bắt được không? Hai con luôn hay gì á, anh đụng tới hai lần đuôi lận.
Đây để em còn không anh bắt cho. Ra ra đi. Thôi, tay tay em dài nè. Có không trời? Có, bự lắm. Nó dốc trên liền. Hề luôn. Hề luôn. Mà, mở cái đó ra sẵn đi. Anh nói dốc làm chó đó. Anh chuẩn bị luôn kia anh cá cho mấy đứa coi nè. Sảy đi, sảy đi. Xui mày, không có cá ăn vì nó sảy. Ôi ơi, em đạt 9 con cá rồi. Không. Đây nè, ừ, chị đó đó. Dốc chó, dốc chó. Dốc chó. Nè, rồi đặng con cá. Trời ơi, trời. Ok, ok. Cá này các bạn, cá chê đồng hàng nha. Thôi ơi. Cái gì? Cái gì? Cá chú. Rồi, bỏ vô, bỏ vô. Mở đó gứng, mở đó gứng. Bỏ vô, đi. Cá sấu rồi. Còn lên luôn. Mấy đứa mò đi tự động cá nó chui vô hang hả? À. Mày đi chơi hay là mày bỏ cá thật? Đồ nè đây nè. Ngay đây rồi, ra để tao mò cho. Ở dưới á, lặn sâu vô. À ok ok. Ồ, có trò sắp hồn. Dạ. Xong có con nào hết vậy vô? Không. Không. Sao cái hang có xíu à? À, mạnh cực quá. Vô cưng. Vô, qua mò được cá kìa anh Vô. Gì? Qua mò được cá kìa. Đâu? Ghê hả? Trời đất ơi. Ê, cá lóc luôn đi vợ. Hả? Cá chê luôn. Mò mấy hang? Một hang một. Đứt tay gì vợ? Không. Trời đứt tay. Ui, bị này. Chê nó quánh cái rồi sao? Đưa coi đây. Không sao anh Phú ơi. Chê nó quánh nè. Thôi, giấu đi. Không cho thấy máu me trên ấy được nha các bạn. Rồi, bọn em lóc bọn em chơi nữa. Bội thu. Có không nhỉ? Một con nè. Cái lóc cứng quá. Trời, có ăn được rồi. Đeo em cái lóc trời nha các bạn. À à. Gì vậy? À, từ. Có mò bậy mày. Mày cái Rufy này các bạn. Rufy chứ Rufy đâu mà Rufy. Dạ, tưởng hả? Đây là cái Rufy nè. Rufy nó khác chứ cưng. Ê! Chịu hết hồn. Lên. Thật ghé, mày bắt không được cá nào cầm bịch coi. Để nó bắt cá coi. Trời trời, anh em cứ tin tưởng tôi sẽ nhất định bắt được một con cá. Ê ghé, cái miệng mày đâu dính con nhẹ chó chào bá gì ghé. Hai đứa làm gì mà ngồi chậm ngâm vậy vậy? Đây. Ôi ơi ạ. Một cá chê. Cái gì nhỉ? Bị gì không? Đồng. Cái gì? Cá đồng. Ờ, cá chê nó chích vô chị tê tê thôi. Tê đồng Phúc. Nhất muốn chết đi nè. Nhất hả? Nhất. Ê, lấy cái đuôi con cá. Chết rồi. Lấy cái đuôi con cá chê đắp vô. Đồ ăn cá chê đâu rồi? Lấy cái đuôi nó đắp. Lấy cái đuôi đắp vô cái bê tường. Gì? Gì? Cái lóc kìa. Bỏ vô đi. Bỏ vô đi. Đây coi không? Kìa đâu? Bụi luôn. Khoan. Kìa trước. Bình tĩnh. Có không? Thằng nhỏ quá. Mà phải cá không? Phải. Đưa đây bắt cho cầm đi. Ghẹo bắt không được xịu bây giờ anh nè. Anh đi cầm với em đi. Cá lóc cứng mà. Ờ à, lóc cứng bắt đi. Lại qua trước đi cho ghẹo bắt con đó đi. Anh em làm thấy ghê vậy. Em không biết nó có con nào mà nó làm dữ quá. Gọi vô. Đâu. Dở lên. Đâu. Cái gì? Sao? Bự không? Cận con này nè. Cầm tay á. Gà. Gì cận con này hả? Con cua trên đầu kìa. Ủa bắt sống rồi rồi. Giờ sống rồi bắt chết Phú. Em móc vô miệng nó luôn. Chết đi. Bắt bự dữ không? Bự. Cỡ nào? Bằng giống y nãy gọi nói á. Y nãy là cái này nè. Y là như có đúng anh hai. Là cái này đi. Ừ. Cái này. Thiệt luôn. Thiệt. Giờ lên coi. Giờ lên cái coi. Móc vô miệng đi. Làm quá. Cá của ghẹ đâu rồi? Sảy rồi. Ôi. Ghẹ bắt 10 lần như chục sảy hết. Nè nè, ăn cua nằm cứng vô đây. Wow. Trời ơi. Trời ơi là trời. Ôi, nó bự. Cá lóc này các bạn. Sao nó sợ quá vậy? Nè, nãy giờ em chọc nè. Không, trời ơi, không giờ không biết nói sao luôn. Nhiều khi các bạn. Thôi bỏ vô đi. Ai tin không tin tùy chứ sao giờ. Bỏ vô. Sảy coi chị sảy. Một em cá lóc chà bá luôn nha. Bỏ ra. Cái tao, móc vô cái đầu nó. Anh nói nó nè. Có lóc nè, cứ đừng sảy, qua sợ sảy thọc nguyên vô cái màn cá nè các bạn. Rớt xuống lẹ. Một đêm nữa chà vá luôn, quá dữ quá. Ê, con cua nào à? Bắt cua gì hả? Bắt cá chê không? Bắt cua. Nè, thằng này lao, để bố đi chết cua bắt con cá lóc siêu to không lò cho chúng mày xem. Ê, con cua. Ê, mày nói không bắt cua mà mày. Tao mò hang mà mày, lỡ chung chứ tao không muốn bắt đâu. Ôi nó bự. Thôi bỏ đi.
Cái cạn mày mọc râu luôn rồi nhỉ? Có không mày? Có nhóc luôn kìa. Ngồi cá riết mà mọc râu luôn nha bạn. Còn thằng quả cái chân mày của mày mọc gì xiên không chung luôn à. Đâu mày? Con nhà làm gì hết mò rồi, cầm cái bao luôn này. Cá chết như con chết luôn thôi. Đây. Này con. Wow. Nó gì? Ôi trời. Cái đó là tầm thường, cái này nè mới ghê nè. Ôi cua. Ê. Cái đâu? Đâu? Ghê hả? Canh lóc là quá tư quá, lòng quá mà. Từ từ để nó bắt. Gì? Đào xuống đất anh cua. Ở dưới này là thềm ruộng nha, còn đây là cái bờ. Bước xuống ruộng cái coi đặng. Nè. Đó, mấy em mình đang bước trên cái bờ để đi mò cá. Ghẹ của chúng ta phải đem một con cá lóc. Chú chơi lắm. Có không? Đừng coi coi. Đưa thò tay thử coi. Chỗ nào? Chỗ này nè. Cầm một tay anh coi. Đưa ngay cái hang nha, để biết cái miệng hang lại nha. Đâu? Rồi. Giờ mình sẽ bắt giùm thật ghẹ nha các bạn, tại vì tay của thật ghẹ nhỏ, sợ nó chạy mất cá lóc. Ủa, ơi, cá lóc bự chưa? Cá lóc của em. Có cá lóc bự. Cá lóc nè. Không, cá lóc ghẻ chắc không bằng con này đâu. Rồi, hết chạy nè. Đây. Ôi trời. Ôi, cầm cái. Cái gì vậy? Nó hẹn một con cá mới. Không. Trời ơi, thú ơi. Ủa, anh kêu mang cái giỏ lại đây, đứng lâu la, sẹn cái lóc này. Ủa quá. Dạ. Ôi, kẹ bắt con cá chê nè. Trời, sẹn cái lóc mà lúc được con cá chê cho má luôn nè. Được rồi, coi chừng con này nó quánh nhất lắm nha. Lẹ ấy thôi. Nó mới chơi em nãy đó luôn. Lẹ thôi, con cá chê từ từ. Quay cho mọi người coi cái, cầm trong này an toàn thôi. Đưa lên cái ghẻ. Đưa cổ tay ghẻ lên coi. Bằng cổ tay ghẻ luôn nha các bạn, cá chê cho má luôn. Ủa tôi nghiệp ghẻ quá, xảy cái lóc ưỡng. Mất con. Mất con, đội con luôn. Ôi ghẻ ghẻ. Đưa cái lỗ mũi anh coi cái ghẻ. Sao lỗ mũi bự dữ hả? Không biết nữa. Mày nói lỗ mũi gì mà lỗ mũi bự dữ mày. Nói gì nói cũng được hai con, tảnh thú lần xảy một con chứ mày. Cái chơi mũi thú ơi. Đâu? Cua không chạy. Thì cầm nó anh đi. Có không đó. Phụ em nắm đuôi lên. Tụi tao cua đó đã. Làm như cá bự lắm mà nắm đuôi. Thôi đây. Con cá chốt nữa cái cây. Cá chê bự ghê. Lỡ rồi mày chui vô đây đi. Từ từ còn hang nhiều lắm. Thì có. Nghe nhà tao đi cái cây. Dạ, chốt đông. Có chuyện phẩm. Cái gì? Đụng vô là biết cá chê hay cá lóc liền hay là cá chốt hay cá gì liền chứ. Cá chê. Cá chê không? À, không, cá lóc. Thiệt không? Thiệt. Đâu? Cá gì? Cái chập gì? Vậy nhỉ? Ôi trời ơi, sao con tay này bự dữ hả? Con tay nhả này các bạn. Trời ơi, bị cá chê quánh đúng không? Đúng rồi. Hồi này biết vậy lấy cái đuôi nó đắp vô cho nhả chơi. Ê, đừng. Tay cứng luôn này. À, đợi đặng lấy con cá lóc này nè. Cố lên. Đó, ơi, có chuyện xảy. Có chuyện xảy, bắt nó kìa. Đúng vậy. Ghê chưa, một em có lóc nha các bạn. Bỏ vô. Ê, có chuyện xảy. Xung con này. Bầu trời đang kéo cơn mưa mây mù mịt nha các bạn, bây giờ là bão. Mấy này mình đang cố gắng bắt hết cái con ruộng này chắc cũng giờ tới chiều chắc cũng trễ lắm á. Đừng có đâm quần tao. Thoại của chúng ta mới phát hiện một hang các bạn. Có tiền rồi. Chi? Có tiền rồi. Tiền á? Thiệt đi chứ láo gì. Để coi con bắt được hay không nha. Đi một lần nhất rồi nha. Con gì? Để coi cái chê chà bá luôn nè. Thiệt. Cái hang này anh chị cho thôi á. Đâu? Đó, cá lóc nè. Ôi, có chừng. Trời ơi. À, được. Bỏ vô đi. Xảy đi, bỏ vô. Xảy, bỏ vô. Rồi. Ê, cá nè bay. Trời.
Đi một cái sao hồi mò được cái cây khiếu côn luôn nè các bạn. Đây là cái hép người ta kéo bị gớt nè. Chú nào mà gớt nhớ lại con nhận nha. Để con nướng cá cái đi rồi về chú hay lại nhận. Mưa rồi các bạn ơi, làm gì nhà? Dữ lắm rồi. Đi lên trời ơi, mưa mình ngồi đâu nấp sao được, thấy cất lẽ. Đóng cái nắp thùng người ta lại lẽ. Để vô, có chỗ nấp ra, không 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 không. Nấp vô đây. Vô. Đây là số cá bên đây mình bắt trong ngày hôm nay nha. Nãy giờ mưa lớn quá, không là mấy nay mình bắt còn nhiều nữa. Bây giờ ngoài trời vẫn còn đang mưa nè các bạn. Nhiều đây cũng tầm 2-3 ký cá các bạn. Trận mưa kéo dài cũng tầm hơn 2 tiếng các bạn. Giờ chiều luôn rồi, tao mới đến để làm gì cá này đây? Nướng đi anh Phúc. Bây giờ mừng ra mình nướng đi ha. Dạ. Cá quá trời luôn các bạn, bắt thấy ham luôn. Tại trời mưa chứ không mấy nay mình sẽ lại bắt thêm một chút nữa. Nhưng mà cũng trễ rồi các bạn. Thôi đi nướng cá anh nè, đâu rồi. Đây. Hồi nãy anh Thành không đi bắt cá là sướng tay luôn á. Ủa nhiều lắm hả mày? Mày nhìn nhiêu đây cá là mày biết rồi đó. Mấy anh tao vừa giỡn vừa chơi cũng bắt được nhiêu đây nữa đó. Còn nãy bắt được nhiêu con ta? Trời ơi bắt nhóc luôn mày ơi. Nhóc là bao nhiêu mày? Một con. Đúng rồi đó. Trời ơi một con cũng nhiều nữa hả? Wow. U là trời. Nãy cái chơi đánh cái ngáo luôn trời. Bình thường mày vẫn ngáo mà. Bình thường tao ngáo ít. Bây giờ ngáo nhiều nè. Nhiều hơn chút rồi đó. Hồi nãy con cá chê nào quánh mày ạ? À? Hiện cá chê trắng chứ cá chê nào. Mấy con cá chê trắng quýnh nhất lắm nha các bạn. Nhưng mà mày yên tâm đi, một hồi mày sẽ được nhức nách. Gì? Thiệt không? Thiệt. Mà sao mày? Thì hồi mày ăn mấy con cá này nè, vô là nhức nách luôn á. Sao nướng xong chưa mấy đứa? Gần xong là anh Phú rồi. Wow, nhìn hấp dẫn quá vậy. Thơm quá. Mày sắp chín rồi anh Phú ơi. Cá lóc to nhất của Hòa Thượng Bắc đây phải không? Coi này các bạn, nó bằng cầm tay mình luôn á. Gần bằng phải chưa bằng nha. Mà cầm tay của mình lớn lắm nha. Hòa Thượng đưa tay lên cho mọi người coi kìa. Đây, sau cái tay mình, tay Hòa Thượng nhỏ xíu quá. Ờ, để vô lên nướng luôn. Hòa Thượng luôn, nóng lắm. Rồi, anh trước đi, rồi đợi cái mẹ kia chín anh thêm. Okay. Quá đói bụng rồi các bạn. Thôi làm miếng nha, rồi mấy đứa ngồi chơi đi. Ơ, trời ơi, chưa mấy đứa ăn đi chứ anh ăn gì? Nhiều mấy đứa ăn trước á. Thôi anh vô ăn đi trước. Anh chứ. Bỏ bên này đi nha nhà. Thành học xong lâu chưa? Dạ xong rồi anh Phú ơi. Tại vì Thành mất học cho nên Thành không có đi quay chung với mấy anh em được nha các bạn. Nhưng mà thôi, cứ vô anh chung với mấy anh em vui thoải mái mà đúng không? Dạ. Anh em vui là chính nha các bạn. Vui là chính, tối Thành đại nước là 10. Con cá này cái gì đây? À, cái lục kiến. Hơi nhiều luôn. Mời các bạn nha. Bốc khói luôn. Ngọt. Công nhận cá chê ăn béo nó ghê trời. Tao thấy béo gì đâu mày. Ngon thôi chứ không có béo đâu. Không béo sao mà mày ăn dữ à? Đói quá phải ăn thôi mày ơi. Tụi bay ăn hết cái đó đi, để tao nướng cá lóc tiếp cho tụi ăn nè. Đây, cá bự lên dĩa nè. Còn xịt khói luôn. Rồi, ăn đi, ăn thoải mái nhiều lắm. Cá bốc khói luôn nè các bạn. Không, đứa nào làm để tao làm trước cho. Cái mày rồi nhá. Thôi, muốn cho mấy anh chị làm đi. Thành. Vô Thành đó. Thật, vô đây. Đây, anh chưa đây. Thôi anh Thật ấm yếu quá, nhường nó trước đi. Thật, trước đi Thật. Ok. Bấm muối lên. Nó nóng lắm. Nhường mày đó, mày ấm yếu nhường. Ôi, nhìn hấp dẫn quá vậy. Đảo mấy đứa. Dạ. Trời ơi, làm miếng nha. Nóng quá các bạn. À. Phải nói cực kỳ nóng luôn. Nói chưa? Rồi.
Còn miếng nữa. Không thể nào cưỡng lại được nha các bạn. Cái đầu ngọt kia luôn. Mời các bạn nè. Thôi mấy anh mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh mình nha. Đồng thời quay cho các em phải để em cương mặt đi khoai quân tính chất lượng ra rẻ các bạn. Quay càng nhiều nó hút càng cao nha các bạn. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye.